Ngày 24 tháng 7 vừa qua, khi nghe được tin Chủ tịch Nhà nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang qua Hoa Kỳ gặp Tổng thống Obama, nhiều hội đoàn đã kết hợp và kêu gọi biểu tình để lên án những vi phạm nhân quyền, cũng như kêu gọi trả tự do cho những người tù lương tâm như blogger Điếu Cày, v.v. Những người ở xa tận California không tham dự được biểu tình tại Washington DC thì cũng quyết chí đi San Francisco biểu tình tại văn phòng làm việc của Tòa Tổng lãnh sự. Từ khuya hôm 24, hàng trăm người tụ họp tại các địa điểm tập trung và khởi hành trên các chuyến xe đò hoàng trực tuyến về San Francisco. Được biết, trên 20 đoàn thể đứng ra kêu gọi cũng như tham gia biểu tình, đặc biệt trong đó có 5 đoàn thể trẻ đứng ra thực hiện, đó là Thanh niên Cờ Vàng, Hưng Việt, Thanh niên Phó Đức Chính, Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại và Thanh niên Truyền Thống Việt. Tại San Diego, chúng tôi cũng thấy sự tham gia của Hiệp hội Người Việt do ông Chủ tịch Phạm Thanh Liêm dẫn đầu. Đoàn người biểu tình hẹn gặp và bắt đầu cuộc biểu tình vào lúc 1 giờ trưa ngày 24 tháng 7. Trên 200 đồng hương kéo về từ các quận hạt Nam California phối hợp với các đoàn thể và đồng hương Bắc California đã giơ cao khí thế ngoài nhà Tổng lãnh sự. Tinh thần của đoàn người biểu tình được dân bản xứ rất lưu ý vì họ tôn trọng luật pháp và hy sinh cá nhân để kêu gọi trả tự do cho những người đang bị giam cầm vì chỉ viết lên những sự thật và đòi hỏi quyền tự do báo chí cũng như kêu gọi dân chúng bảo vệ lãnh thổ Việt Nam. Đoàn biểu tình giải tán lúc 3 giờ chiều cùng ngày với những lời hứa hẹn là sẽ tiếp tục tranh đấu cho một Việt Nam tự do và phú cường. Các tiểu bang miền Đông cùng kéo nhau về bao vây Tòa Bạch Ốc để biểu dương ý chí quật cường không công nhận một chế độ hèn với dân, ác với dân, đồng thời nói lên lời đồng tình ủng hộ các ý kiến của các vị dân cử trong Quốc hội Thượng Hạ viện Hoa Kỳ, yêu cầu Tổng thống Obama nghiêm chỉnh đặt vấn đề nhân quyền lên hàng đầu trong các cuộc thảo luận, cũng như chúng ta áp lực chính quyền Hà Nội, yêu cầu Tổng thống Obama áp lực chính quyền Hà Nội thả tất cả các nhà dân chủ yêu nước bị giam giữ chỉ vì lòng yêu nước, không muốn Việt Nam rơi vào sự thống trị của toàn cầu. Đặc biệt gần đây, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải sau 26.000 thiệt thực gặp chết mà không được cứu chữa, yêu cầu lương tâm nhân đạo, lương tâm nhân loại hãy lên án cái chế độ vô nhân đạo này. Trân trọng kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị hô tôi như câu hiệu của tôi: đá đảo Trương Tấn Sang và bà lũ hèn, bà lũ cộng sản hèn với dân, ác với dân. Đá đảo Trương Tấn Sang và bà lũ cộng sản hèn với dân, ác với dân. Đá đảo cộng sản Việt Nam lũ tay sai bán nước. Đá đảo tà quyền cộng sản Việt Nam bỏ tù của nhà đấu tranh yêu nước. Trân trọng kính chào quý vị. Xin mời anh Phan Kỳ Nhân, Liên Ủy ban chống Cộng sản và Ta Sai và cũng đại diện luôn cho cộng đồng Nam Cali đến rất là đông để ủng hộ cuộc biểu tình hôm nay. Quân hô anh Phan Kỳ Nhân, quân hô anh. Một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn toàn thể đồng hương và đặc biệt là những đồng hương cùng chúng tôi ở Nam Cali đi từ 12 giờ đêm để tới ngày hôm nay tham dự hai cuộc biểu tình này, và chúng tôi xin hẹn với các tổ chức ở Bắc Cali cũng như ở Sacramento. Biết là cộng đồng Nam Cali cũng có tới mấy chiếc xe bus đi lên đây. Dạ, thì chúng con có một xe bus đi lên đây để mà cùng đồng hương. Thứ nhất, phản đối sự hiện diện của Cộng sản, Chủ tịch Cộng sản của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang. Thứ hai, yêu cầu Tổng thống Barack Obama phải đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải có human rights thì mới được bàn tính những cái bước kế tiếp. Thứ ba
là đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho anh Điếu Cày. Hiện nay anh 32 ngày tuyệt thực mà Cộng sản Việt Nam bưng bít, trong khi cái tính mạng của anh rất là nguy kịch. Chính vì vậy, tất cả các anh chị em đoàn thể trẻ không thể ngồi yên khi mà thấy những người blogger, những facebooker, những người chỉ lên, họ nói lên cái quan điểm của họ, họ nhìn thấy những gì sự thật đang xảy ra trong nước và họ nói lên mà họ cũng bị bắt. Chính vì vậy, ngày hôm nay năm đồng thể trẻ cùng đồng hương Nam Cali tới đây để mà phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và một lần nữa chân thành cảm ơn chú Phú cũng như là Hội Ái Hữu San Francisco đã đón tiếp chúng con cũng như đồng hương Nam Cali rất là một cách chân tình. Dạ, chân thành cảm ơn. Kính thưa quý đồng bào, chúng ta đến đây để đòi hỏi chính quyền Cộng sản Việt Nam phải trọng nhân quyền, phải thả ngay những chiến sĩ yêu nước của chúng ta ra, như Nguyễn Minh Phương, Trần Đình Kha, Điếu Cày, phải trả ngay, trao trả ngay tài sản của những dân oan, như Đoàn Văn Vương, phải không ạ? Thưa quý vị, yêu cầu ông Tổng lãnh sự Nguyễn Bảo Hùng xuống đây để nghe đòi hỏi của dân Việt Nam, yêu cầu ông Nguyễn Bảo Hùng Tổng lãnh sự Đảng Cộng sản Việt Nam xuống đây để nói chuyện với đồng bào Việt Nam. Bọn tôi biết Cộng sản tới lên tòa lãnh sự rồi. Quý vị đồng hương, chúng tôi phái đoàn Hiệp hội Người Việt San Diego, chúng tôi ở địa đầu giới tuyến, đã lên đây từ 2 giờ sáng, chúng tôi đã lên đường và lên đây để tham gia cùng với đoàn thể bạn. Chúng tôi đến đây để đả đảo tên Việt Cộng Trương Tấn Sang. Chúng tôi đến đây để cho bọn Cộng sản biết rằng người Việt tị nạn Cộng sản không bao giờ khuất phục bọn Cộng sản. Và ngày nào bọn Cộng sản còn nắm quyền thì người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản sẽ luôn luôn ở đây và sẽ phản đối những hành động của bọn Cộng sản vô thần. Xin cảm ơn quý vị. Đã đả Cộng sản! I watched the video at the YouTube on what that China did on those 68 Vietnamese that they killed at the Johnson Island. Oh my, you know, my heart is with the Vietnamese community because, you know, I cried when I watched that one. That should not happen again. It should not happen to the Philippines. It should not happen to anyone in the world, you know. This should not be repeated again. What happened to the Vietnamese is once and for all, we have to settle this, and that should be the last. Thank you, Ray. Thank you. Tôi xin mời ông Trương Thành Minh phát biểu trước khi chúng ta chấm dứt chương trình báo chương trình mình. Thank you. Quý vị biết vì sao mà tên Nguyễn Ba Hùng nó không dám tiếp chúng ta không? Tại vì chúng ta gọi nhầm tên của nó. Nó không phải là Nguyễn Ba Hùng, nó là Nguyễn Ba Hùng. Nguyễn Ba Đạo. Nguyễn Ba Chế. Cộng sản á, hùng của nó là gì? Là anh hùng chạy ngoài đầy đường. Cái hùng của nó là cái hèn, nó là hèn với giặc, ác với dân, đông thì hùng được. Tại sao nó không dám tiếp chúng ta? Tại vì nó tiếp chúng ta thì nó nghe chúng ta lên án những cái tội ác, hèn với giặc, ác với dân của nó. Nghe chúng ta lên án, nó đã bóp nghẹt tiếng nói trong nước, nó đã lăng nhục tất cả những cái nghe cái này là bị Việt Cộng chưa? Là bị Việt Cộng chưa thôi. Mỗi lần phát biểu tụi Việt Cộng là nó dùng remote control nó tắt máy tụi Việt mà. À, tắt nữa dễ sợ quá. Đây, tên Nguyễn Ba Hàng nó thò mặt đi như thế. Hết rồi. Alo.
Tôi hô là No Human Rights thì quý vị hô No Trade, tức là không có nhân đạo. Bác ơi,